Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp có dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 dự án triển khai thực hiện chậm so với tiến độ, trong đó 7 dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao và 13 dự án đầu tư trên các lĩnh vực khác. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã đề nghị tỉnh gia hạn thời gian hoàn thiện dự án và cam kết sẽ xúc tiến hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Sau khi nắm được hiện trạng những khó khăn vướng mắc của các dự án, đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương đã tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiệu khẳng định các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để cùng với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các cam kết đầu tư theo quy định của pháp luật để nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.